Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái dòng CPU i5 thế hệ 8. Thế hệ 7, thế hệ 8 rồi là nó có ghi số ở đây các bạn nha. Số 8 là thế hệ 8, số 7 là thế hệ 7 các bạn ha. Rồi mình số 9, số 10 thì mình chưa có gặp chính thức. Các bạn có thể vô Google chúng ta xem coi cái tem Intel này nó có không nha. Đây, cái card AMD. À, trước là AT. Đó, cái mấy cái dòng cũ cũ thì nó ít hư các bạn ha, thế hệ tư trở về trước, chính xác là thế hệ 3. Mấy cái dòng máy mà men dày, CPU nó nóng rời, CPU rời các bạn ha, CPU dễ thay, hư chúng ta dễ thay. Rồi những cái con chip này kia nó nóng rời, chúng ta làm nó sửa nó dễ hơn và nó ít hỏng hơn. Những CPU mà mấy dòng đời cao này hư mấy cái con chip CPU này kia là nó khá là khó sửa các bạn ha. Thì mình cho các bạn xem nguồn vào nha, mình dùng máy cấp nguồn mình cắm vào. Rồi các bạn thấy máy cấp nguồn rồi ha, mình sẽ cắm cái chui vào các bạn xem coi nguồn nó có lên không ha. Đấy, cái đuôi là chính. Dòng này là kích được các bạn nha, 10. Đấy. Hai số đuôi là cái đó là chúng ta kích được nha. Bây giờ mình kích thử nút nguồn nha. Rồi mình dùng nút nguồn mình kích nè. Rồi mình kích ở đây cho các bạn xem cho dễ nha. Đấy, các bạn thấy cái rồi, kích không được. Để mình không kích coi thấy có thay đổi không nha. À, không kích vẫn thay đổi, nghĩa là nó không thay đổi các bạn ha. Có những dòng men mà nó thay đổi cái số đuôi á, có một hai số thôi, nhưng mà nó có ảnh hưởng tới việc kích được hay không kích được các bạn nha. Với khác khác xa các bạn ha, chúng ta để ý. Để cái dòng này chắc là không kích được nguồn các bạn nha. Chúng ta bung men ra các bạn ha, giờ mình tiến hành bung máy. Rồi, đối với cái laptop này chúng ta quan sát sơ mặt trên thì bàn phím đó là bàn phím liền đóng chết mặt dưới các bạn ha, thành ra chúng ta phải tháo cái mặt này đi chúng ta mới lấy được cái bàn phím ra. Nếu mà chúng ta có sửa phím thì chúng ta phải làm như vậy các bạn nha, khá là cực. Như khi bạn thấy bàn phím như thế này chúng ta báo giá nó hơi khác một xíu tại chúng ta làm nó cực hơn ha, nếu chúng ta hai phím. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta gỡ ốc dưới men. À, dưới cái máy các bạn nha. Chúng ta quan sát coi thường những cái tem các bạn ha, cái tem mô hình mà chúng ta nhìn chúng ta biết nó bị rách là chúng ta biết là cái máy này nó đã bị bung hết một lần rồi các bạn ha, một hay vài lần gì đó. Chúng ta có thể hỏi cái người chủ máy chúng ta tham khảo cho biết bệnh dễ có cái hướng sửa nó dễ và nó nhanh hơn. Ừ, nếu mà kỹ thuật thì chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta chẩn bệnh thì nó cũng ra. Ừ, cái căn bản thì chúng ta nên hỏi đi các bạn ha, nên hỏi để có những cái gợi ý từ khách hàng để chúng ta biết chúng ta trị bệnh cho nó lẹ hơn các bạn ha. À, những cái con ốc này nó không có ra, cái con ốc bản lề nó không ra bạn ha, nó có lò xo nó bám lại. Rồi tối mình mới bung cái HP, cái viền của nó là khá là lạ, nó là cái viền ngang cái ron mũ ở dưới các bạn. Mình sẽ đưa ảnh kèm bên dưới cho các bạn xem tham khảo thêm ha. Và cái bộ album đó mình sẽ đưa vào những cái dòng máy mà nó lạ lạ, các bạn có thể nhìn vào ảnh chúng ta có thể biết chúng ta phân loại rồi góp thêm một cái chút ít kinh nghiệm nào đó cho các bạn ha. Bạn nhớ gỡ ổ DVD nha, thường ở dưới đây nó có những cái con ốc đây các bạn ha, con ốc đây hai con tùy loại, có cái ba con các bạn ha. Các bạn nên dùng cái cục hít ở trong màn hình laptop mà chúng ta hư đó, bỏ chúng ta lấy chúng ta quấn như thế này xài rất là ổn các bạn nha. Rồi
Khi mà chúng ta dỡ ốc hết, chắc chắn là hết ốc, thì chúng ta bắt đầu tiến hành nạy. Thì để nạy thì chúng ta biết, chúng ta xem theo cái ngàm. Thường thì chúng ta xem theo cái ngàm ở bên đây. Chúng ta coi coi nó có cái rãnh này không. Ở đây các bạn ha. Chúng ta coi nó có cái rãnh không ha. Đây, nếu mà cái khúc này nó không có cái rãnh, không có cái rãnh hở thì tất nhiên là chúng ta không có nạy bên hông được. Ở dưới thì nó cũng là một khối liền. Ở dưới là một khối liền thì các bạn cũng không thể nào mà nạy ở dưới nạy được, thì nó chỉ còn cái ở trên thôi các bạn ha. Còn ở trên thôi, chúng ta nạy theo cái đường viền này. Đây, chúng ta nạy theo cái đường viền này các bạn nha. Có những máy mới máy bung thì nó hơi khó nạy các bạn nha. Các bạn đòi hỏi lấy cái cây nạy nó mỏng, thiệt là mỏng mỏng càng tốt. Mấy cái cây mà để tắt điện thoại các bạn, cái cây đó là nạy khá là chuẩn các bạn nha. Nó không có bị hư cái vỏ máy của cặp, nó làm nó ok, chất lượng hơn ha. Nhưng mà khi mà các bạn nạy chỗ nào nó cứng tay quá thì chúng ta dừng dừng ngay các bạn nha. Cứng cứng ta là dừng ngay, là chắc chắn nó sẽ có vướng con ốc gì đó hoặc là vướng cái gì đó, nên thành ra thường nó nạy mà không ra là nó sẽ có vướng cái gì đó lại các bạn nha. Nên chúng ta dừng, chúng ta kiểm tra, chúng ta nạy tiếp, cố gắng nạy mạnh quá nó sẽ gãy cái chân ốc, mà nó gãy cái phần mũ của máy khách các bạn ha. Cái này đặc biệt cái dòng này là anh ta mở nắp dưới, mặc dù là tách cái nắp trên nhưng mà khi mình tháo ra là anh ta lật ngược cái máy lại các bạn nha. Đối với cái dòng này lật ngược cái máy, chúng ta lấy cái nắp dở lên đấy, lật ngược như thế này vậy các bạn. Khi mà tách hết rồi chúng ta dở cái nắp lên. Cái phần này nó sẽ đội đội góc này, nên chúng ta gập cái màn hình lại đấy, để cho nó hở cái khoảng đó rồi chúng ta mới lấy cái nắp lên, nó an toàn các bạn ha. Đấy. Các bạn muốn cắt ăn nữa thì chúng ta nạy cái phần góc trên này ha. Nhiều khi ở trên nó vướng các bạn nha. Nó vướng cái ngàm trên ha. Nó chưa ra hết, nó vướng cái ngàm ở trên, thành ra chúng ta tách ra nó được. Rồi, ok. Đó là xong. Rồi, đây là cái ruột bên trong em nó. Cho anh đây các bạn xem. Đây, CPU đây các bạn nha. CPU nó đóng chết đây nè. Mình sẽ mở cho CPU cho các bạn xem. Nó đóng chết là như thế nào. CPU thế hệ 5. Thế hệ 5, Core i5 là tầm 3 triệu mấy trở lên các bạn nha. Thế hệ 4 là cũng 3 triệu ngoài rồi. Hình ra chúng ta mua mấy cái dòng CPU này mà lỡ nó có lỗi con CPU, có nghĩa là lỗi con chip nào đó nó nằm trong cái bụng CPU. Tại vì kẹt đồ họa nè. Rồi những cái con chip nha em, nó đóng chung với CPU, nó lỗi cái lệnh gì đó là chúng ta phải can thiệp vô CPU. Việc mà thay thế CPU thì cũng được, nhưng mà đòi hỏi cái trình khá là cao và cái rủi ro cũng đi kèm. Thành ra là khi một thời kỹ thuật mà nhận một máy mà nó bị lỗi, nó ảnh hưởng tới CPU rồi, đa phần là trả khách các bạn ha. Đây, cái giá thành nó cao mà thay nó nhiều rủi ro như vậy, nên ít ai mà đầu tư vô cái thời gian cũng như là cái công sức để mà làm việc đó các bạn nha. Đấy, thường là như vậy, là chúng ta thường là thay men các bạn ha, nên thay men là cái biện pháp là tốt nhất. Đây,
chia sẻ với các bạn là cái CPU Zen và chip Zen ha. Đây, Zen là như thế nào? Zen là nó có cái mũ đây, bốn góc mũ của nó là còn nguyên vẹn. Khi mà người ta có khò can thiệp vào thì cái mũ này nó chảy ra, thì chúng ta biết được là cái này là nó đã sửa rồi. Đó, có mũ đây các bạn nha, cái này là mũ Zen, keo Zen của nó các bạn ha. Đóng chết là như thế này các bạn nha, đóng chết liền luôn, liền cái mặt như thế này. Ở dưới bụng CPU thì nó có những cái hạt như thế này đó, giống như cái những cái chấm bi như thế này, rất là nhỏ mà nó liền khít với nhau, nó không dính nhưng mà nó liền liền, các bạn nhìn như là nó khít vậy đó. Nó giống như cái dạng mà chân ram này ha. Đây các bạn nhìn chân ram là nó khít khít cái đó đó, là viên bi nó tròn thì nó y gan vậy, nó cũng khít khít cái đó, làm khá là cực các bạn nha. Kỹ thuật trình cao và đầy đủ thiết bị thì mới làm cái này chuẩn được. Rồi tiếp theo các bạn tháo cáp. Rồi tới đây là các bạn vệ sinh được ha. Nếu các bạn muốn vệ sinh cái dòng máy này thì chúng ta tới đây chúng ta chét thêm keo tăng nhiệt nè. Đấy, chét một cục nhỏ đây đây. Có những bạn thông minh đó, các bạn làm thêm cái ý tưởng này, có nghĩa là đối với những cái mà thanh đồng ha. Thanh đồng mà nó ở dưới này nó không có nguyên cái mâm nó chặn con chip chip nam, thì các bạn chét keo tản nhiệt khuếch trên đây luôn đó, giống như cho nó tản nhiệt phần trên này luôn cũng được, nếu các bạn dư keo ha cũng được các bạn nha. Thì nó hỗ trợ phần nào đó với những cái dòng mà MacBook á, người ta mà thường không có tản nhiệt chuẩn tốt á, thì thường người ta cũng chét keo tản nhiệt bên trong nhiều các bạn ha, hoặc là dùng những cái miếng mũ keo tản nhiệt, cái miếng lót keo tản nhiệt chuyên dụng. À, cái loại xịn cũng sáu mấy ngàn trở lại các bạn ha, có cái mắc hơn các bạn nha, mà trung bình là sáu mấy ngàn đúng quá. Rồi các bạn kiếm một cái mâm ta để những cái linh kiện mình tháo ra ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tháo men coi nó có một tụ rỉ sét tụ này kia hay không, hoặc là cháy tụ gì đó, mình tiến hành mình sửa. Hôm qua mình thấy có cái men nó làm cái cạc wifi nó nằm chết trên men luôn các bạn nha. Cái cạc wifi này nó có cái rãnh các bạn nha, chúng ta để đúng rãnh nha, để đúng rãnh nha, có cái khớp, có cái ngàm ở giữa. Tùy vào một số dòng mà chúng ta gắn lộn rảnh nó cũng không có bị ảnh hưởng tới men, mình không khuyến khích các bạn nha. Đây là cái dây màn hình nè, dây màn hình khi mà còn pin thì chúng ta gắn cẩn thận các bạn nha, gắn mà một đầu vào một đầu không vào thì chúng ta gắn như thế nó dễ bị cháy màn hình các bạn nha. Vừa cắm pin vô là có nguồn 19 nó lên màn hình rồi các bạn ha. Cái men này lấy được thì chúng ta đòi hỏi phải tháo cái bản lề các bạn ha, tháo cái bản lề ra. Đấy. Rồi, video này mình chỉ chia sẻ với các bạn tháo ráp thôi nha, còn mà sửa thì đòi hỏi rất là nhiều thời gian, cũng như chúng ta xem sơ qua coi cái nào mà nó mục bị xét. Thì cái video vừa rồi mình mới up á, là các bạn cũng thấy rồi ha, nó rỉ xét đụ như vậy thì chúng ta tiến hành chúng ta làm nó tương tự thôi, rỉ xét chúng ta lao đụ nào mà nó nổ nó hỏng nặng quá thì chúng ta tạm thời chúng ta bỏ một con nó đi, để chính xác thì chúng ta tra sơ đồ các bạn nha, tra sơ đồ đối với cái dòng này thì chúng ta tra sơ đồ ở đây. Đấy, tra vô cái mã này, đây là mã đeo và cái mã này bấm schematic, chúng ta lấy cái sơ đồ đó ra, chúng ta coi theo cái tụ vị trí của con tụ mà nó bị cháy nổ, coi nó ăn gì đâu, đi gì đâu và cái nguồn nó như thế nào. Mình dừng các bạn nha. Rồi mình tạm dừng các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.